Tiếp nối chương trình, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Pháp và Đức bắt tay nhau đối đầu thương mại với Hoa Kỳ. Theo AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Paris vào ngày 26 tháng 10 với nụ cười và cái bắt tay. Hai bên gác lại những bất hòa riêng và cùng tìm phương án đối phó với Hoa Kỳ về vấn đề thương mại. Lãnh đạo hai đầu tàu kinh tế của châu Âu chỉ trích Hoa Kỳ cạnh tranh không lành mạnh và không loại trừ phương án trả đũa hòa thịnh đốn. Sau khi công khai làm lành, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức lập tức hướng tới mục tiêu chung là cảnh báo về việc cạnh tranh không lành mạnh từ phía Hoa Kỳ và cân nhắc khả năng đáp trả. Ông Macron và ông Scholz cùng cho rằng các kế hoạch trợ cấp gần đây của chính phủ Hoa Kỳ là những biện pháp bóp méo thị trường nhằm thuyết phục doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất sang nước Mỹ. Theo đó, hai nước cho rằng không thể tiếp tục ngồi yên nếu Hoa Kỳ thúc đẩy đạo luật giảm lạm phát. Đạo luật này cắt giảm thuế và trợ cấp năng lượng cho các công ty đầu tư tại Hoa Kỳ, khuyến khích người tiêu dùng mua xe điện sản xuất tại Hoa Kỳ, gián tiếp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp xe hơi lâu đời của Pháp và Đức. Thông điệp từ Paris là nếu Hoa Kỳ không thu hẹp quy mô, châu Âu sẽ đáp trả bằng các kế hoạch khuyến khích tương tự. Trang Politico đánh giá điều này có thể đẩy mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào cuộc đối đầu thương mại mới. Pháp là nước dẫn đầu các nỗ lực chống lại đạo luật giảm lạm phát gần đây của Hoa Kỳ. Châu Âu, Nam Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga đều khiếu nại Tổ chức Thương mại Thế giới rằng đạo luật của Hoa Kỳ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế do đối xử không công bằng với các nhà sản xuất nước ngoài. Tin từ Bắc Hàn, phóng hỏa tiễn khiến cho Nam Hàn phát cảnh báo trên đảo Tiền Tiêu. Nam Hàn phát cảnh báo tập kích và di tản trên đảo Yeollongdo ở vùng biển phía đông sau khi phát hiện hỏa tiễn Bắc Hàn hướng tới hòn đảo. Theo đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn ngày 2 tháng 11 thông báo Bắc Hàn phóng ít nhất là 3 hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông bán đảo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn, quân đội Nam Hàn không bao giờ có thể dung thứ cho hành vi khiêu khích của Bắc Hàn và sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để nghiêm khắc đáp trả động thái này. Bên cạnh đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết một hỏa tiễn Bắc Hàn bay qua đường giới hạn phía Bắc rồi rơi xuống biển. Một hỏa tiễn rơi ở khu vực ngoài khơi cách thành phố Sotro 57 km về phía đông nam. Hỏa tiễn còn lại hướng về đảo Yeollongdo trước khi rơi xuống vùng biển quốc tế. Giới chức Nam Hàn phát cảnh báo tập kích và di tản đối với đảo Yeollongdo. Bắc Hàn chưa công bố thông tin về vụ phóng. Vụ phóng hỏa tiễn xảy ra sau khi quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn bắt đầu tập trận không quân Vulcan Storm với sự tham gia của hơn 240 máy bay, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35. Lực lượng tham gia tập trận dự kiến thực hiện 1.600 lượt xuất kích, mức cao nhất trong hoạt động huấn luyện chung giữa quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn ngày 1 tháng 11 yêu cầu Hoa Kỳ và Nam Hàn chấm dứt tập trận quy mô lớn, đồng thời cảnh báo sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh của người dân và toàn vẹn lãnh thổ trước những mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Bắc Hàn cũng cảnh báo sẽ xem xét các biện pháp trả đũa mạnh mẽ hơn. Hoạt động quân sự của các bên khiến cho tình hình bán đảo Bắc Hàn gần đây leo thang. Bắc Hàn nhiều lần phóng hỏa tiễn với lý do đáp trả các cuộc tập trận của Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, trong khi đó Hoa Kỳ và đồng minh lên án các vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn, coi đó là hành động khiêu khích và gây bất ổn, đồng thời tăng cường tập trận chung. Tin từ Thụy Điển đang cận kề với mùa đông khắc nghiệt. Theo dự báo của chính phủ Thụy Điển, tình hình kinh tế của quốc gia Bắc Âu này hiện rất ảm đạm và có khả năng sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới. Hãng thông tấn Sputnik của Nga dẫn lời bà Elisabeth Stasson, Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm của Thụy Điển, cho biết rằng nền kinh tế của quốc gia đang đối mặt với mùa đông khá khắc nghiệt. Chúng tôi chưa biết nó sẽ lạnh lẽo và khắc nghiệt đến mức nào. Chính phủ dự đoán Thụy Điển sẽ bước vào cuộc suy thoái nghiêm trọng với tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm 0,4% trong năm 2023, cùng với nền kinh tế trì trệ. Theo ước tính, lạm phát trong năm tới có thể đạt 5,9%. Tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ tăng vọt từ mức 6,5% hiện tại.
Trong bối cảnh đó, bà Sturgeon đã thúc giục chính phủ thiết lập chính sách tài khoá cân bằng, hiệu quả giúp giảm lạm phát cao và giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế nói chung. Bà nhấn mạnh thoát khỏi lạm phát không phải là nhiệm vụ chính của chính sách tài khoá, nhưng có thể kiểm soát tình trạng lạm phát đang hiện hữu. Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển cũng cảnh báo người dân sẽ phải tiếp tục trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn trong năm tới. Đồng thời, bà nói rằng kích cầu không phải là lựa chọn trong hoàn cảnh hiện nay, vì chắc chắn điều đó sẽ khiến lạm phát gia tăng. Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát vào tháng 10 của công ty nghiên cứu Sifo, hơn một nửa người Thụy Điển tham gia khảo sát chiếm 51%, trả lời rằng họ nhận thấy tương lai đen tối hoặc rất đen tối. Cứ 10 người được hỏi, có tới 7 người lo ngại nhiều công ty ở Thụy Điển sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, 6 trong 10 người lo lắng tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội sẽ tăng lên 2/3, lo ngại về chi phí chi tiêu gia đình sẽ tăng cao. Đánh giá mới của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia cũng cho thấy sự bi quan của các hộ gia đình Thụy Điển trong 12 tháng tới. Nền kinh tế Thụy Điển đang gặp khó khăn do hậu quả của các lệnh trừng phạt mà Liên Âu áp đặt lên Nga. Italy chi phí sạc xe điện đắt hơn tiền mua xăng. Tuần trước, cổng thông tin người tiêu dùng Fastil.it đưa tin chi phí sạc một chiếc xe điện ở Italy sẽ tăng hơn 161% so với một năm trước do giá điện tăng cao. Báo cáo cho biết do giá năng lượng tăng, trong một số trường hợp sạc một chiếc xe điện cũng sẽ đắt hơn tiền đổ xăng cho một chiếc xe. Nếu không phải sạc điện ở nhà mà tại một trạm sạc nhanh công cộng, chi phí sẽ còn cao hơn nữa. Theo các chuyên gia, trước đây chi phí sạc xe điện ở nước này rẻ hơn khoảng 50-70% so với việc đổ xăng. Giờ đây sạc đầy pin cho một chiếc xe xanh có thể đắt hơn đổ một bình xăng đầy. Nghiên cứu lưu ý đối với loại xe phân khúc B cỡ nhỏ, chi phí đổ xăng cho quãng đường 1.000 km sẽ tốn khoảng 83 Mỹ Kim. Còn đối với một chiếc xe động cơ diesel, chi phí sẽ là 71 Mỹ Kim. Trong khi đó, với xe điện, chi phí sạc ở mức 85 Mỹ Kim cho quãng đường tương tự, mặc dù chi phí này chỉ ở mức 33 Mỹ Kim trong một năm trước đây. Theo Cơ quan Quản lý Năng lượng Mạng và Môi trường Italy cho biết, trong quý 3 của 2022, giá điện toàn cầu đã tăng gần 4 lần so với quý 1. Do đó, cơ quan quản lý này đã thực hiện các biện pháp bổ sung để kiểm soát tình trạng giá năng lượng tăng cao. Một gia đình ở Italy dự kiến phải chi trung bình 1.323 Mỹ Kim để chi trả tiền điện mỗi năm. Tuần trước, Giám đốc Tổ chức Tư vấn Năng lượng Italy Nomima Anagia cho biết, cùng với các quốc gia khác ở châu Âu, đất nước này đang trải qua cú sốc năng lượng chưa từng có. Khi giá điện gần như tăng gấp đôi, theo ông, người dân nên sẵn sàng tiết kiệm trong những tháng mùa đông lạnh giá nhất. Ông cũng kêu gọi các hộ gia đình sử dụng các phương pháp sưởi ấm thay thế, chẳng hạn đốt củi và viên nén gỗ, mặc dù chi phí của những loại nhiên liệu này cũng đang tăng cao. Tin từ Nam Hàn, Tổng thống tức giận về phản ứng của cảnh sát trong vụ giẫm đạp. Thông tấn xã Yonhap đưa tin Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol rất tức giận vì cảnh sát không hành động gì dù nhận được 11 cuộc gọi cảnh báo đêm xảy ra thảm kịch ở Taiwan. Theo một quan chức văn phòng Tổng thống Nam Hàn hôm 1 tháng 11 cho biết, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhận được danh sách các cuộc gọi đến đường dây nóng 112 của cảnh sát vào tối 29 tháng 10. Theo các quan chức này, thì ông Yoon tức giận vì cảnh sát đã không hành động. Tổng thống Nam Hàn đã ra lệnh xác định rõ ràng các tình huống liên quan phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật. Một quan chức này dẫn lời Tổng thống Yoon cho hay những người chịu trách nhiệm phải bị giải quyết nghiêm minh theo pháp luật và quy định. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn NPA hôm 1 tháng 11 công bố bản ghi 11 cuộc gọi khẩn cấp bắt đầu khoảng 4 giờ trước khi vụ giẫm đạp xảy ra, khiến cho nhiều người tin rằng thảm kịch có thể đã tránh được. Một số người gọi báo cảnh sát cho biết họ cảm thấy như sắp bị đè chết. Cuộc gọi cuối cùng được cảnh sát công bố nội dung là vào 22 giờ 11 phút, mọi người ở đây sẽ bị đè đến chết mất. Thật hỗn loạn, người gọi cầu cứu cảnh sát bên cạnh có nhiều tiếng la hét. Vài phút sau đó, dòng người bắt đầu dồn vào một con hẻm nhỏ và dốc, ngã và nén chặt lên nhau khiến cho 156 người đã bị thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Nam Hàn là Yoon Hee-kyung đã tổ chức họp báo sau khi Tổng thống Yoon nhận được danh sách các cuộc gọi và xin lỗi về phản ứng không đầy đủ của cảnh sát. Ông cũng cam kết sẽ kiểm tra nội bộ để xác định liệu có xảy ra sai phạm. Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min, thị trưởng Seo Se-hun và người đứng đầu phường Yongsan sau đó cũng đồng loạt xin lỗi. Hiện chưa rõ tại sao họ không điều động lực lượng đến xác thực 7 cuộc gọi còn lại hay đã áp dụng những biện pháp an toàn nào. Cảnh sát đang xem xét khả năng một nhóm người cố tình xô đẩy hoặc người nổi tiếng xuất hiện ở phố Etowah gây ra vụ giẫm đạp. Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 1 tháng 11 cho biết nước này cần khẩn trương cải thiện hệ thống quản lý đám đông lớn sau thảm họa này.